giờ của cô ba nhỏ. Nắng quá, hôm nay ngoài này nắng quá. Xích lại gần chút nè. Cô ba nhỏ đang ở ngoài vườn rau của cô ba nhỏ đó nè, mở ra một cái là nắng nè. Đó, ui trời. Thôi đổi luôn đi ha. Đó. Bây giờ mình nắng quá mình phải lẹ lẹ. Đây là rau lan. Rau lan của cô ba nhỏ ra rất là nhiều mà không hiểu sao ruồi á, ruồi ở đâu quá chừng ruồi luôn. Nhưng mà nó ra nhiều lắm, nó ra dài xuống bên này luôn. Thì bây giờ cô ba nhỏ sẽ cắt cắt rau lan vô để hôm nay làm món mình có thể luộc nè. Ôi trời nắng quá. Luộc rau lan hay là xào rau lan với tỏi. Ok, bây giờ cô ba nhỏ sẽ đi cắt cái này nha. Nhưng mà trước khi cô ba nhỏ cắt á thì sẽ qua bên kia cho mọi người xem bên kia kìa, là có bụi bụi thì là. Ôi trời hôm nay nóng lắm nha. Bên này 102 độ rồi. 102 độ F á. Thì là bên kia tự nhiên có nhiều con ladybird lắm, đi ngang qua thấy quá chừng luôn. Bây giờ cô ba nhỏ sẽ qua quay cho mọi người coi nha, nắng quá. Đây, đây là rau lan này, một chút nữa mình sẽ hái. Bây giờ đang, này mọi người thấy cô ba nhỏ đang đội nón lá không? Nè, ladybird nè. Này coi nha, một em ha, hai em ha, ba em ha. Nè, 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 màu cam cam đó, đó, đó nhiều lắm nè, đó, đó, cam cam. Đây nè, đây nè, đó, 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 không biết ở đâu mà nó ra quá chừng luôn. Nè, đây nữa nè, đó, đây, con ở dưới kìa, rồi ở trên nè, rồi bên kia nữa kìa, nhiều chứ nhiều luôn, đầy luôn bên kia, đó, thấy không? Không biết ở đâu á, ta, hay là nó mới đẻ ra thì sao á, đó, quá chừng luôn trên này nữa nè, đó, quá chừng luôn bên này nữa nè, đó, nè con này nữa nè. Nhiều lắm lắm lắm, tự nhiên đi ngang qua có thấy ui sao nó nhiều quá vậy, ngoài kia nữa kìa đó, nhiều lắm luôn đây nè, quá chừng luôn ha, ngộ ghê. Không biết mấy con này ở đâu ra, nhưng mà người ta nói mấy con này nó sẽ ăn mấy con mà mấy con gì đó làm hại cho rau, cho nên là mấy con này rất là tốt, rất là tốt cho vườn cây đó. Đó, quá chừng luôn, mọi người thấy không, cam 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 là nó đó. Nè, ở trên nè, ở dưới nè, quá chừng luôn đây nè. Đó, 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 cam cam, cam cam đó. Wow, cái mùa của nó hay sao mà quá chừng luôn ha. Đó, thấy không? Đó, rồi ở dưới nữa nè. Đó. Rồi, thôi bây giờ nắng quá, cô ba nhỏ đi, đi hái rau lan đây. Ok, hái rau lan nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi hái rau đây. Bây giờ cắt luôn nha. Cắt lẹ lẹ, nắng quá nắng mà nó cháy da luôn. Rồi nè, thấy không? Thấy một sợi dài, thiệt dài đó. Bây giờ mình cắt. Cắt hết. Rồi đây, cắt xong một sợi. Bỏ vô trong cái thau nè ha. Đem vô chút nữa ngồi lặt. Những cái cọng này mình cắm vô nước, cái xong nó ra rễ, cái mình cắm xuống cái nó ra nữa à. Thôi bây giờ cô ba nhỏ cắt lẹ lẹ rồi vô nha, chứ nắng quá. Đây. Tìm cái cọng nào. Luôn. Mấy cái đọt rau lan này ăn cũng rất là ngon nè. Mà điệu điệu cho nên là ra quay video nữa đây. Mình thảy bên kia chút nữa, bên kia mình hốt vô. Nắng quá, hôm nay nóng lắm. 102 độ rồi. Chảy mồ hôi luôn đó. Đây. Mình hái mà mình hái những cái cọng già đó. Cái mình vô mình lặt lá hết đi, cái mình ngâm nước. Thôi đủ rồi, nắng quá rồi. Mồ hôi nó chảy giọt giọt giọt. Thôi bây giờ cô ba nhỏ sẽ không biết mọi người cái video cái này có thấy được bên này hay không nữa. Nhưng mà đây là một đống rau lan cô ba nhỏ cắt đây. Đây, thấy được không ta? Đây, nhưng mà sợ cái này dính mũ vô người nha. Dính mũ vô người rồi thấy nó đen móng tay móng chân rồi nó dính vô quần áo. Em một mớ luôn thấy không? Đó. Bỏ cái rổ này. Cái rổ cái thau này đâu có là bao nhiêu. Hồi nãy quá chừng luôn, bây giờ mình cắt vô hết rồi, nó còn chừng đó đó. Cắt nữa cũng được nhưng mà nhiều quá rồi. Đây nè, mình cắt được chừng này đây. Đó.
được cho bóng mát rồi. Nãy là mình ở ngoài kia kìa. Trời ơi, nóng quá mà mồ hôi nó chảy, đầy trên mặt luôn. Ok, là hôm nay mình cắt được mới gom nó một chút thôi mà tay mũ chính đít chịch à, cái ngứa nữa. Ra ngoài này á là sợ mấy con gì á, cái tự nhiên người nó ngứa. Nhưng mà đây là hôm nay là mệt quá, nắng nóng mệt quá. Một thâu rau lan một đống luôn. Đây là rau lan. Đó, bây giờ con bây nhỏ sẽ vô cắt. Đáng lẽ là cắt xong đại rồi đi vô nấu ăn nữa, mà còn nhiều chuyện ngồi đây quay video nữa. Ok, hôm nay là sẽ xào tỏi đi. Tại vì con gái của cô ba nhỏ rất thích ăn cái món xào. Nóng quá mọi người ơi, chảy mồ hôi hết trơn luôn. Đây là mình hái được, mình lặt xong được một rổ rồi nè. Bây giờ mình đang ngâm nước để mình rửa, để mình đem đi luộc hay là đem đi xào gì đây nè. Còn đây là những cái cọng của nó đó. Những cái cọng mà hồi nãy cái lá nó mọc ra từ đây nè. Những cái cọng của nó thì bây giờ mình sẽ cắt nó thành mỗi cái là cỡ chừng một chiếc đũa như vậy nè. Đó, cỡ chừng một chiếc đũa ha. Cái mình cắm xuống nước, cái mỗi ngày mình thay nước, cái nó sẽ ra rễ rất là nhiều. Có những sợi thì rất là dài, thì bây giờ mình cần phải cắt mỗi cái cỡ chừng một chiếc đũa thôi là được rồi. Giống như sợi này là dài quá như này đó, mình phải đi cắt nó làm hai, cái mình cắm vô nước, cái nó ra rễ. Rồi những cái này ra rễ, ví dụ như mình thấy như vậy nhiều quá gì, nhưng mà có lẽ là cỡ chừng 70-80% là nó sẽ ra rễ rồi mình trồng được, thì trừ hao có cái nó ra rễ, có cái nó không ra rễ. Ok rồi, bây giờ cô ba nhỏ sẽ đi rửa đống lá này, đống rau này, rồi đi xào ăn đây. Rồi bây giờ cắt rau lan xong rồi, bây giờ ra cắt rau mã đề luôn để vô nấu nước uống. Rồi hái cỡ chừng mỗi một cái lá nó to bằng cái mặt luôn á nè, thấy không, bằng bằng tay luôn. Yeah, mỗi cái lá to bằng bằng tay luôn. Rồi ok rồi, bây giờ bà hái giùm đi, làm ơn hái giùm 10 lá như vậy đi. Lấy lượng nó lá nào thiệt già đó này đi, này nè, bự luôn đi. Cái này ở nhà của nè, trời ơi, coi cái lá này. Đây nè, nè, để cái lá ra để mình quay mình vô. Bây giờ ba giữ cái này giùm xuống cái. Rồi. Rồi cắt một mớ luôn đi nữa, vô nấu nồi nước uống á. Nó ra nhanh dễ sợ. Nó ra cỏ, nhưng mà hình như cái này là cỏ. Rồi, nữa, cắt những cái lá thiệt to. Rồi. Nữa. Một mớ giống vậy nữa nè. Cắt 10 lá nữa. Nó là bự bự á. Bên kia đi, bên kia cũng nhiều lắm. Rồi nó trồng qua gieo hồi sợ không ra, bây giờ nó ra quá trời. Bây giờ hái vô đây rồi nấu nồi nước uống. Nấu cái la hắng quả rồi người ta nấu với bí gì đó. Uống cho mát ha, phải không? Bên kia đó, cái lá đó to á. Ừ. Trời ơi, khổng lồ. Ghê không? Rồi. Có cái lá có cái sâu một lũng lỗ đó mà cắt luôn đi ta. Đó. Nữa, phải nấu một nồi nước bự. Mình uống. Nhưng mà người ta nói cái này không có được uống mỗi ngày đâu. Tại vì uống mỗi ngày là con nít sẽ bị đái dầm á. Hay ba muốn qua bên kia? Qua bên kia đi. Nha. Để sao bên này lá quá trời, sao nó không cắt ha? Nhìn cái cọng này cũng đẹp quá ha. Giống hình nghệ thuật quá ha. Mấy cọng này hả? Ờ, mấy cái hộp đó. Nhìn đẹp quá. Ừ.
Rồi, chắc đủ rồi đó ba ơi. Rồi ba bưng lên giùm một cái rồi. Cái này là đi vô mình thấy mình lấy nước nha. Trời ơi, cái rổ. Rổ nghĩa rổ nghĩa lý gì? Một cái lá này nó bự bằng cái rổ rồi đang chứ. Đó rồi. Đó. Thấy cái đâu này vô nấu nước uống. Rồi nè. Chụp cho tấm hình nè. Cao lên, cao lên, cao lên, cao lên nữa. Mà nghiêng nó ra hướng này nè.